cũng bảo là 4 triệu thì nhé. Và xong rồi em lên với em bảo là ôi thế em vừa lấy chị có 3 triệu thế suốt. Nhưng mà hồi đuổi chị cũng quen mấy chị ta chị cũng tìm được con kiếm con tin thì bảo là cũng có 4 triệu. Mong người biết nhau. Hai tuổi hai tuổi mình ghép trực tiếp lại nhiều mà. Thế nào? Nó không nói nó liền mà.